Ngày ra mắt iPhone 11. Theo trang Tom's Guide, một tệp hệ thống trong iOS 13 beta 7 dành cho nhà phát triển dường như vừa tiết lộ ngày ra mắt iPhone 11. Theo đó, ảnh chụp màn hình chính trong iOS 13 hiển thị ngày mùng 10 tháng 9 năm 2019. Hình ảnh này được phát hiện bởi PR e xác nhận đó là ngày ra mắt chính thức của iOS 13, mà iOS mới lại luôn ra mắt cùng iPhone mới. Việc Apple ra mắt iPhone mới vào ngày mùng 10 tháng 9 không phải một bất ngờ, trên thực tế đó là ngày mà nhiều người đã đoán ra dựa trên lịch sử ra mắt iPhone mới những năm gần đây của Apple. iPhone 11 cũng được cho là sẽ lên kệ sau 10 ngày ra mắt, tức là vào ngày 20 tháng 9. Đây cũng là một khoảng cách thời gian thường thấy giữa sản phẩm của Apple ra mắt và khi chính thức phát hành. Apple được đồn đoán sẽ công bố 3 chiếc iPhone mới trong sự kiện tháng 9 tới gồm iPhone 11, iPhone 11 R và iPhone 11 Max hoặc iPhone 11 Pro. Trong đó có hai mẫu dùng màn hình OLED 5,8 inch bản cao cấp là 6,5 inch và mẫu iPhone dùng màn hình LCD 6,1 inch cấp thấp hơn. Thay đổi lớn nhất về thiết kế có lẽ là cụm camera sau với ba ống kính xếp theo hình tam giác trong một khối hình vuông.